Thưa quý vị và các bạn, còn tại huyện Thoại Sơn, sáng nay, tất cả học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện đồng loạt trở lại trường sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của phóng viên tại trường trung học cơ sở Núi Sập, ngay từ sáng sớm hôm nay, đông đảo các em học sinh đã có mặt và rất háo hức trở lại trường. Con cảm thấy con rất là vui khi mà được đi học lại sau một cái mùa nghỉ dịch. Thì khi mà nghỉ dịch thì không ai có thể làm ăn gì được. Bởi vì là con cảm thấy rất là buồn. Thì con rất là vui khi mà mình được đi học lại để khi mà hết dịch. Thì về bài vở thì con đã được là học online trên mạng. Bởi vì là trên đó có những cái bài kiểm tra, những bài học trực tuyến rất là hay, được thầy cô dùng nhiều tâm sức vào. Và sau khi quay lại học thì con cũng được thầy cô ôn lại những kiến thức đó. Để đảm bảo an toàn cho các em, nhà trường bố trí nhân viên y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách tối thiểu. Sau khi học sinh vào lớp, 15 phút đầu giờ, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các em cách phòng tránh dịch COVID-19. Thì để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh khi trở lại trường, cũng như là để cho phụ huynh học sinh an tâm khi các em nó đến lớp, thì ban giám hiệu nhà trường cũng đã thực hiện là tổng vệ sinh trường lớp, phun xịt sát khuẩn. Và khi các em đến trường thì ban giám hiệu chúng tôi cũng đã tổ chức đo thân nhiệt cũng như là cho các em nó rửa tay trước khi vào trường. Còn tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại, sự chuẩn bị để đón học sinh trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng tránh dịch COVID-19 rất chu đáo. Nhà trường đã tiến hành phun xịt khử khuẩn, bố trí 10 máy rửa tay sát khuẩn tự động tại các lối đi, cầu thang để học sinh và giáo viên sử dụng tiện hơn. Qua ghi nhận, tất cả các điểm trường học trên địa bàn huyện Thoại Sơn đều được vệ sinh khử khuẩn, bố trí thêm các vòi nước rửa tay, dung dịch rửa tay sát khuẩn cùng các vật tư y tế nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em học sinh và cả giáo viên nhà trường.